Hello anh em, trong video này mình sẽ chơi con game Zombies. Đây là một game thuộc thể loại bắn súng sinh tồn, chiến đấu với zombie. Và hiện tại thì con game này đang trong quá trình thử nghiệm thôi. Và đây là bản thử nghiệm anh em nhé. Đồ họa khá là đẹp đây. Trông rất là chân thật đây. Một phát bắn chết cả hai à? Hơi điêu nhỉ. Anh em đợi đến khi nó hiện tâm lên thì hạng bắn nha. Chưa hiện tâm bắn lên mà bắn là không trúng đâu. Không biết có đủ đạn hay không ấy. Còn có 25 viên. Bắn được 2 viên một pha một lần thôi. Ở đây đéo đủ đạn rồi. À, đổi súng này. Game cũng khá là hay đấy. Nó có cái khác lạ hơn những game mình hay chơi. Đây rồi, nhặt súng đây rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là bắn 100 con zombie trong cái hải này. Ném bom nữa này. Ném lựu đạn. Game khá là đơn giản thôi. Ok. Đủ 100 zombie rồi. Này dê sướng thật.
nhắc lại với anh em con game này là con game Zombies. Và nó thuộc cái thể loại game sinh tồn bắn zombie. Và hiện tại thì game đang trong quá trình thử nghiệm thôi. Và mình đây mình đang chơi bản test của game đấy. Game này là một game apply anh em ạ, game apply thôi. Có cả chó zombie kìa. Game này khá là đơn giản thôi. Anh em không phải di chuyển ngắm cái gì cả. Đến gần địch này có tâm là bắn thôi. Cái gì? Bắn nát tay nó vẫn đuổi mình kìa. Ác chưa? Súng này bắn được liên thanh anh em nhé. Ô, có cái nhiệm vụ kia là nhiệm vụ gì nhỉ? Cái con Revolver ấy là con gì nhỉ? Nó con có phải con chó không? Mình bắn được mấy con nhỉ? Tuy là một game offline nhưng mà khi chơi là anh em vẫn cần phải có kết nối mạng anh em nhé. Để chúng ta có thể ấy những cái giao dịch ở trong game. Đây này, nâng cấp súng rồi này. Mặc giáp luôn. Nào, chơi tiếp đây. Ui, zombie này giờ nó mạnh thế à? Bắn nát tay không chết cơ.
Đấy là hai súng này. Thì bắn trúng người nó mới chết, bắn vào tay không chết đâu. Revolver là cái gì nhỉ? Không hiểu lắm, cái revolver là cái quái gì? Toàn cho dùng thử súng xong là đến cuối game nó bảo mình có mua không, thế em điêu. Dễ quá, cứ dê xuống bắn là thắng rồi. Hoàng lão tà. Đây, mở khóa skin đây. Đánh nhau chết rồi. Vô. Vô game. Kêu là bắn một phát chết hai thằng đấy. Ném bom đéo tính, cái điều chứ.
súng này bắn chậm quá. Bắn chậm mà lạp đạn chậm. Win. Ô, nâng full rồi thôi à? Ô, nâng cấp full rồi thì không nâng được nữa à? Sao không di chuyển được? Không di chuyển được đấy. Ôi cái súng này đạn nó lỗ kinh nhỉ. Úi dồi ôi, nó bắn nó lỗ kinh không kìa. Ui, nó lỗ dã man vậy. Sợ không nó lỗ tít đằng sau kìa. Ok. Thank you.
À, có súng mới à? Tí mua. Giết zombie béo à? Đúng rồi, giết zombie béo. Sắp hết đạn bố rồi, chơi bài gì? Chó nó cắn mình. Một con zombie béo nữa. Ok, đủ rồi. Bảo không mua rồi nó cứ gạ mua. Bọn này rất là lì. Đã bảo không mua rồi. Nốt cái màn này nghỉ nhá. Make a double kill 3 lần.
zombie nha. Đang thử nghiệm thôi à. Dừng nha. Để con game này nó chỉ có vậy thôi.